Vâng, Mạc Lâm hôm nay mời quý vị về miền Tây Để làm một món ăn dân dã mà rất quen thuộc với chúng ta đó là món cá bóng kho tiêu quý vị Cá bóng kho tiêu thì quý vị biết rồi nó rất là hấp dẫn khi ăn cơm Và kỹ thuật kho của nó cũng rất là đơn giản Tuy nhiên Mạc Lâm ngày hôm nay mạnh dạng đề ra cái, cái món này Là vì Mạc Lâm biết là rất nhiều người Việt ở hải ngoại của chúng ta đó đã, đã quên cái món này và khi thấy con cá bóng bán ngoài chợ đó Nó rất là ngần ngại không muốn mua mặc dù thì biết rằng là đem về làm rất là dễ dàng chứ không khó nhưng mà vì đã lâu quá không có quen nhất là bạn trẻ mà mới lớn ở Việt ở mỹ đó thì lại không biết con cá này nó ăn như thế nào mặc lâm hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ làm con cá bóng kho keo này nó được mọi người tán thưởng và ngày hôm nay thì mặc lâm có một dĩ cá thì quý vị biết ở mỹ thì người ta bán cá từng dĩ từng dĩ con cá này cũng từ việt nam À, xuất khẩu qua đây chứ bên này thì chắc chắn là không có cá bóng rồi họ làm rất sạch quý vị bây giờ về chúng ta chỉ có rửa lại cho nó kỹ một chút xíu móc mang nó ra và những cái dãy nó còn dính đó, thì làm kỹ nó một chút xíu thì cái cái số lượng cá này mà Long nghĩ chừng khoảng 700 gram kho Co cái con cá này nó chỉ đơn giản lắm quý vị chỉ cần là đường thốt nốt là một nước mắm là hai tiêu là ba và nước màu là bốn vậy thôi còn cái những cái, cái như salad này hành hương đó thì chúng ta để sẽ tao nó để cho nó lấy thơm cái mùi thơm đó thôi cái quan trọng đó là chúng ta sẽ có một cái niêu đất cái niêu đất xài thì nó khi mà quý vị mở lửa lên thì nó nóng đó thì nó giữ cái, cái độ nóng nó lâu cho nên người ta thường dùng cái niêu là như vậy bây giờ mật lâm sẽ cho vào đây mỡ heo như quý vị đây là mỡ heo mà ở mỹ bán chứ không phải là chứ không phải là mật lâm thắng nó từ ở thịt heo đâu cái mỡ này thì người mỹ họ đã thắng rồi sẵn hết rồi và họ cũng ăn mỡ như chúng ta thôi nhưng có 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 điều là họ ăn ít là chứ không phải ăn nhiều như chúng ta có món họ ăn và có món không cho nên cái mỡ heo này rất là là sạch và nó cũng được lắm cho nên mật lâm nó ăn mấy nhiều lần rồi mật lâm biết cái mỡ này mật lâm tráng ở dưới cái này mặt để mà tao cái um, salad cái hành hương đó cho nó thơm vâng cái kho con cá này chúng ta cần cần cái mặn để thấm vào con cá đó khi mà mà cái hành hương này nó vừa tới đó thì quý vị có thể tắt lửa và quý vị chuẩn bị bỏ cá vào đây sắp cá vào Cá bóng thì rất là, thấy rất là đẹp quý vị, rất là ngon Đây là cá bóng cát, nó là màu trắng, nó là đẹp lắm Nó là rất là ngon, chứ không phải là Bên Mỹ thì dĩ nhiên là không có rồi Nhưng mà ở Việt Nam nó đem qua đây đó Thì cái, cái phẩm chất của nó cũng được lắm quý vị Bây giờ quý vị bỏ vào đây, đường vào đây cái đường thốt nốt này quý vị bỏ với cái mức độ cá này đó thì quý vị bỏ chừng chừng khoảng 25 gram là được quý vị tuy nhiên quý vị cũng coi nó nó mức độ của nó như thế nào và bây giờ chúng ta bỏ tiêu lên rất tiêu lên rất đều hết tiêu càng nhiều càng tốt tại vì con cá này nó nó kho tiêu mà và cái quan trọng nữa là chúng ta phải có nước mắm mật lâm thì kho cá đó thì thường kho cái nước mắm con mực chứ không có kho nước mắm ngon nước mắm còn mực kho cá thì nó ngon hơn và bây giờ chúng ta đổ vào đây Các quý vị nhớ để, để ý là khi mà kho cá đó thì cái nước mắm nó phải dễ phân nửa cái số lượng cá chúng ta có thôi chứ không có được nhiều hơn vâng và khi mà kho thì nó cái cái nồng độ nước mắm nó sẽ bốc lên và sẵn đây chúng ta bỏ cái nước màu luôn quý vị nước màu thì mật lâm cho nó hai muỗng ăn canh nước màu nha quý vị tùy theo nước màu quý vị có nó nó đậm hay lạc mà quý vị cho nhiều hay ít chứ mật long cũng không biết là quý vị có cái loại nước màu nào vâng bây giờ chúng ta có thể mở lửa lên và riu lửa nó nấu cho nước mắm nó sôi lên xong là bắt đầu quý vị hạ lửa xuống và quý vị cứ riu lửa thật nhỏ Trong lúc này thì chúng ta cũng có thể bỏ thêm một ít mỡ lên trên cái 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 mặt này đó quý vị. Nếu quý vị muốn muốn ở nhà có mỡ đó, mỡ heo đó thì quý vị bỏ cũng được, không cần thiết phải phải mua mỡ này. Còn nếu quý vị cũng muốn bỏ cái um, thịt ba chỉ đó cắt ra bỏ vô lên cũng được luôn. Tại vì chúng ta ăn ở nhà không có phải là phải theo cái khuôn cách nào hết, miễn nó ngon là được quý vị. Vâng quý vị nhớ là sau khi cái nước nước mắm nó sôi lên á, nó sôi bùng lên quý vị hạ lửa xuống tối thiểu để mà riu riu nó mới, mới mới được. Chứ còn nếu không á thì nó sẽ không có ngon cá đâu và nó sẽ cứng con cá đâu. Bây giờ thì quý vị chờ nó, khi nào nó xong là quý vị um, hạ lửa. Vâng bây giờ thì nó đã đã sôi lên quý vị, khi mà nó sôi lên như vậy rồi đó thì quý vị hạ lửa xuống chỉ còn rất là, rất là thấp chứ còn medium low đó là rất là thấp vâng như vậy thôi là bây giờ được rồi quý vị để trong trong cái trên cái bếp này khoảng hai chục phút là xong vâng bây giờ thì cá đã kho được 25 phút rồi quý vị thì quý vị thấy là đây là một con cá nó đã khi mà nó trở mình lại đó thì cái con cá bóng cát cho cái mình nó trắng nhưng mà khi mà kho lâu như vậy đó thì nó sẽ đượm cái màu của 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 nước hàng nước nước màu đó. Bây giờ trước khi chúng ta đã mặt long nghĩ nó đã xong. Bây giờ chúng ta tắt lửa và cuối cùng chúng ta bỏ thêm tiêu lên quý vị. Cái tiêu sau cùng này mới là quan trọng. Tại vì bây giờ nó mới là thơm. Còn hồi nãy là để mục đích đó, tiêu nó để nó thấm vào con cá cho nó cay con cá thôi. Và quý vị nếu muốn ăn hơi cay chút xíu bỏ vài cái ớt khô vào thì cái 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 vị nó sẽ ngon hơn. Mạc lâm hy vọng rằng với cái nồi cá bóng kho tiêu này quý vị sẽ có một bữa ăn thật là ngon cảm ơn quý vị